chuyển đi, không muốn lên đây cả. Rất là vui hôm nay mình được chia sẻ cái con này là ThinkPad, cái này là P14S, gắn mắt cấu hình, gắn mắt cấu hình, nên nguyên phong về như này. Anh khách anh đặt lúc ấy sell off được giá tương đối là tốt, ít nữa mình sẽ mượn trên tay một chút để chia sẻ thực tế cái dòng này. Cái phiên bản đặc biệt là anh build mình có LTE đấy, LTE để mình cắm sim vào nữa, nguyên bản như này đấy. Anh em về tình trạng máy mới về nó như này, nguyên phong. Cứ gửi anh em hình ảnh và bóc tem con này trước đã. ThinkPad P14S Gen 4 bản mới nhất, CPU thế hệ thứ 13, RAM 32GB. Ổ cứng em này là anh lấy bản là ổ cứng 256, có nghĩa là mình có thể nâng cấp ở trong nước được. Khi mà anh build trước này, anh ấy tối ưu rất là tốt cho cái cấu hình. Cái giá trị nhất là con chip này, RAM thì là anh chọn rồi, còn ổ cứng anh em mình có thể là nâng cấp thay thế theo ý mình được. Chip này đã cao nhất chưa em nhỉ? Rồi, nó Gen 7, 7800U. Option cao hơn đấy. Có điện sáng đây chưa? Ok rồi, đây nè. Tranh thủ luôn anh cũng mình đi cận cận cái dòng này cho anh em trải nghiệm luôn. Anh đi quấn mắc cấu hình luôn. Cái truyền thống của màn hình cực cao. Sau này xu hướng đeo một dạng khác này, ta hay chạy theo cái viền màn hình mỏng. Anh nếu mà bàn phím này mà được cái dòng đời cũ, dòng cái bàn phím đời cũ thì tuyệt vời rồi. À em lại thích cái hàng cũ hả? Cái này thì nó nông hơn, với cả cái phần phím hàng dưới này nó không bo vào. Cái layout trước ấy thì nó sâu, với cả nó còn bo cả những chỗ này. Anh em dùng ThinkPad thứ 204, 203. Đấy, như cái mấy cái thế hệ đời đầu cái bàn phím nó thích. Mình quen nữa nhỉ, mình quen nữa. Này em lấy cả LTE này, nó đi mang lại nhiều đấy, không ngồi cố định. Cơ động. Nó tiện, tại vì ngày xưa mấy năm trước anh cũng dùng LTE trên dòng X ấy. Mua cái Gobi, nó có Gobi nó gắn vào như thể RAM ấy. Đồng ý bây giờ điện thoại nó có thể phát ra được nhưng mà nó bất tiện cho mình, ai gọi tới mất kết nối ngay. Đúng rồi. Đấy, xong mình dùng mạng độc lập, LTE có là ngon nhất. Đúng rồi. Những cái đồ chị hay nhập đồ cho, ví dụ như thiết bị các thứ phần cứng thì đôi khi là cũng có thể chị hay đó, đồ cho bên an ninh ấy, mới là bên quốc phòng không rõ. Chị vừa có cái đơn server của bên tập đoàn Phần Lan ấy, server đấy cũng gần 300 của Dell, cũng cắt tầm mai. Cái thiết bị này của em nó nhỏ hơn, nó có mấy trăm đô thôi, nhưng mà đặt về Việt Nam cái đoạn thủ tục hải quan các thứ đúng rồi, quá. Bên chị chuyên làm việc đấy. Nó liệt vào cái thiết bị là ThinkPad 6.
ở trên eBay có được không? Hay được, mình... trang nào cũng được, eBay thì càng dễ. Hay là mình cứ nhìn cái trang chủ của nó đi, nó có trang chủ. Được, được, được. Đây là mấy trăm đô thôi. Được. Để em xem. Cái này em gửi link cho Thành đặt tốt. Cái trang chủ như này mình đặt về cái bất kỳ ở đâu cũng được, nhưng cái kiểu thiết bị như này này, nên là nó liệt vào thiết bị thứ 6. Chỉ có mỗi cái loại